Sao bỏ qua cái lần kim liền thấy không? Kìa đó. Thôi liền thấy không? Đứt này nặng hơn, đứt kim nặng hơn. Cái gì vậy? Coi mặn dữ hả? Không ngồi nghe đó đó, không ngồi đó, nó uống đi làm gì á? Còn không điện anh hai già. Để cho anh hai giờ luôn. Không đủ đâu. Nếu không đủ đâu. Để đi làm nó đi. Chén quá chừng nè, quẹn lấy chén qua cho họ quẹn nè, đây cho dưa nữa, sẵn cho dưa nữa. Ngồi vô ngồi vậy đó. Nhảy sao sáng giờ mới uống có hai lon mà nó ngủ rồi, sáng giờ luôn á. À, hai lon mà lên chổng luôn rồi. Khỏi. Khui cho anh Dương mày hơn. Đầu đồng với bầu rồi là ở đánh chồng luôn á. À, tầng 3 hả? Anh Lâm ở dưới, anh Lâm tới mình á. Anh không biết đường cái vô con sân bay. Ủa anh gọi hỏi Lộc nữa hả? Cái em nói thôi để dẫn đi luôn cho chỉ cũng biết luôn rồi. Rồi sao rồi có dắt đi không? Có dắt đi. Lần trước đó hả? Thì mới đợt này chứ gì? Mới hỏi hôm qua nữa kìa, hỏi bữa đó rước khách rồi bữa nay đưa khách đi đường nào. Ủa em dẫn đi lên cái đường đưa anh đưa hai vòng luôn ra tính tiền luôn rồi mà. Ờ chắc quên nữa rồi. Thấy cho hết nha, hết đường đây nha. Cái gì rất là mỗi rồi. Cái gấp này là cái gấp bỏ được chứ. Bỏ vô cái hào. Có chưa? Y mẹ bà chị tôi đây đẹp gái quá trời. Má dục buồn thương nên ta kén té cũng vậy. Ai? Hương. Không lẽ đến mức vậy. Ui mà mấy chó gấp liền. Mày quên quên ăn muốn không? Vậy đã cá méo là ủa anh méo à, tưởng tầm cháo không, chứ tưởng hai chén cháo không, chứ hình anh tét hồi nãy anh là cũng làm hết hai chén cháo với phanh tét rồi anh gửi chứ anh gửi luôn tính dữ vậy. Nhưng mà nguyện làm hai chén cháo anh thấy nó lùm luôn á, tính tầm hai chén cháo không chứ còn chầu trai nữa mà hai chén cháo nguyện là như nó đơm luôn á, nó rau mà ba tết nghe mời. Xa quá chuyện nói chuyện lên, không nghe. Chúng ta lại hết rồi ha. Chưa Nguyễn chưa hay vô. Anh nào hết nữa rồi hay. Chút đi ông mới về hả chút. Chút đi ông mới về vậy. Không. Để mình ăn mới đầu. Còn để nó ra chúng tôi chỗ là 12 giờ mấy rồi. Nó ăn vậy là nhiều lắm mà nó lọc rồi.
hơn. Đó rồi hả?